Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Trong đêm nay và ngày mai ở khu vực phía Bắc của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, cường độ gió Đông Bắc giảm xuống còn cấp 5, nhưng sóng biển vẫn ở mức cao từ 2 cho đến 3 mét khiến cho biển động mạnh. Và dự báo sang đến ngày 23 tháng 10 khi khối không khí lạnh di chuyển và lệch hẳn ra phía Đông, lúc đó trường gió Đông Bắc trên khu vực Bắc Biển Đông sẽ chuyển dần sang hướng Đông và cường độ giảm xuống dưới cấp 5. Và lúc đó tình trạng biển động ở khu vực phía Bắc của Biển Đông sẽ chấm dứt. Trong khi đó, ở khu vực các vùng biển phía Nam, cụ thể là từ Bình Thuận cho tới Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, cũng như là khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, vừa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, vừa chịu tác động của rãnh áp thấp xích đạo, có trục từ 6 cho đến 8 độ Vĩ Bắc. Vì thế, trong đêm nay, ngày mai cũng như trong khoảng 2 đến 3 ngày tới, ở các khu vực biển này đều có mưa rào và dông ở mức rải rác. Trong mưa dông cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh, có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển này. Tiếp theo, mời quý vị và bà con ngư dân đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị và bà con ngư dân, khối không khí lạnh không còn tăng cường thêm nữa. Vì thế, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng như tuyến hải trình từ Hải Phòng đến Bạch Long Vĩ, cường độ gió Đông Bắc sẽ yếu dần. Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai ở mức cấp 5, nhưng đến trưa và chiều mai giảm còn mức cấp 4 và gió sẽ đổi hướng dần sang thành Đông Bắc đến Đông. Vì thế, độ cao sóng biển ở đây sẽ giảm xuống dưới 2 mét. Đối với tuyến Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, ngoài tác động của gió Đông Bắc ở tầng thấp, còn có thêm ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao, nên mưa còn diễn ra trong đêm nay. Gió Đông Bắc ở đây sẽ giảm còn mức cấp 4 và sóng biển giảm từ 2 mét trong đêm nay xuống dưới 1,75 mét. Thời tiết thuận lợi hơn cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân và việc đi lại giữa tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn và ngược lại. Vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, trong đó có tuyến hải trình từ Vũng Tàu đến Côn Đảo. Do ảnh hưởng của hiệu ứng cộng dồn từ phía Bắc xuống nên trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, gió Đông Bắc còn mạnh ở mức cấp 6, nên sóng biển tiếp tục cao từ 2 đến 2,5 mét khiến cho biển động. Nhưng từ chiều và tối mai trở đi sẽ giảm cấp dần. Điều đáng ngại hơn cả đó là những cơn mưa rào và dông vẫn duy trì ở mức rải rác, khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa và gây trở ngại cho các tàu thuyền nhỏ của bà con ngư dân. Đối với khu vực biển phía Tây là vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc. Trong đêm nay và ngày mai, gió Đông Bắc sẽ suy yếu và chuyển thành gió nhẹ, nên độ cao sóng biển giảm xuống dưới 1,5 mét. Tuy nhiên, tại đây liên tục có mưa rào và dông, nên khuyến cáo tàu thuyền nhỏ lưu ý với tầm nhìn xa khả năng giảm xuống từ 4 đến 10 km, kèm khả năng có gió giật mạnh trong mưa dông. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!